vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình an ninh biển đảo, sáng ngày 9 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình an ninh biển đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU cho hơn 500 cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Buổi tuyên truyền nhằm trang bị, định hướng, xây dựng niềm tin, xác định trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân thị trấn Phước Hải, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, tại hội nghị, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã thông tin tới các đại biểu về tình hình Biển Đông, an toàn biển đảo của nước ta hiện nay và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh rõ và củng cố đường lối, quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, hội nghị tuyên truyền cũng tập trung phân tích và lý giải về cách xác định đường cơ sở, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển Quốc tế năm 1982. Hơn hết là phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy, những quy định của pháp luật trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đến với đông đảo ngư dân và người dân trên địa bàn.